Sài Gòn Phim dịch Gia Long Tiến và phim Việt Nam phát hành bộ phim Gia Đình Vui Vẻ, người dịch Lâm Bích Ân, Trần Thị Xuân Thu, diễn viên Long Tiến, Thế Thanh, Thế Phương, Bác Nghị, Quy Hồ, Thanh Bình, Minh Thảo, Tuyết Nương. Mà bầu hoa sông trao thiên bàn mấy trên gian, sơn niềm phim thật còn nhanh Sài Gòn. Mấy cười pha san câu duyên đầu kế to quan, màn trông trái tâm một duyên lâu lan. Em đến đây là để coi với ảnh hả? Hả? Thì ra em và ảnh, em và ảnh không phải có gì sao? Dĩ nhiên không phải rồi, anh đừng có mơ. Vậy tức là anh đứng giữa làm bao nhiêu chuyện chỉ uổng phí công sức. Nhưng mà anh nói thật nghe, anh nhìn em và ảnh thật sự có tướng vợ chồng lắm đó. Anh nói sao? Tôi giờ cổ không thể nào đâu, không thể nào được. Anh nói vậy nghĩa là sao đây? Ê, trời ơi, có chuyện gì từ từ nói, em đừng có kích động quá được không? Phải nói cô bình tĩnh đi, thật sự tôi không hợp với cô. Cái em mạnh tay quá hay sao không đau được? Tại anh ngu quá thôi, người ta đưa thẳng cú đấm vào mặt mà anh cũng không biết đường né. Không phải không biết né, mà là anh không có né được. Thật ra em đâu cần phải kích động đến vậy. Phải, con người của anh Thọ thật sự hơi khờ khạo chút. Thật ra con người của ảnh đâu có gì, lại rất là tốt bụng. Hơn nữa bây giờ anh nhìn kỹ lại, anh thấy em và ảnh có tướng vợ chồng lắm. Trời, em làm gì mạnh tay dữ vậy? Ai biểu anh nói bậy nói bạ làm gì? Anh nói chơi thôi mà. Nhưng mà thật ra anh cũng biết, vừa rồi em nói 2 lần không được, anh Thọ nói 4 lần không hợp. Anh muốn giúp người, giúp cho trót, coi có giúp được gì không? Ai ngờ ra nông nổi này. Anh đó, sau này đừng có bày mấy trò bày bạ nữa, ngồi xuống đi, đem lăn giùm cho. Thôi khỏi. Không lăn vết bầm sẽ không tan, bất quá em sẽ làm nhẹ tay. Dạ, em nói nhẹ tay đó nghe. Được rồi. Làm gì mặt anh tuyền tì dữ vậy? Cả đêm không ngủ hả? Phải đó, sau khi bị cô đá cái tôi ngủ không được. Tôi chỉ nghĩ có một vấn đề. Anh đừng có nói với tôi là suốt đêm qua anh nghĩ đến tôi nha. Đúng rồi đó. Tôi đã nói với anh rồi là tôi và anh không hợp nhau. Tôi biết, tôi không ngủ được, sau cùng đã nghĩ thông suốt rồi. Người cô thương là cậu hai có phải không? Hả? Nè, anh đừng có nghĩ đây là chuyện đo đùa nha. Nói được là được nha, anh có chứng cứ gì sao chứ? Nè, quýnh quán kiểu này chính là chứng cứ rồi. Còn nữa, tối qua khi không, cô ăn diện đẹp là vì cái gì? Khi cô hai nói là muốn tác hợp cho chúng ta thì cô đã thể hiện trời đẹp sấm đánh, muốn khóc không lệ. Với lại cô phản ứng rất đau khổ, còn dám chối là không có yêu cậu hai. Tôi cảnh cáo anh nha, anh đừng có rêu rao khắp nơi. Nếu không hả, tôi sẽ thiến trước giết sau đó. Rõ rồi. Cho dù tôi không sợ bị cô thiến, tôi cũng không rêu rao khắp nơi đâu. Làm sao tôi có thể tin anh được? Vậy cô muốn tôi làm sao? Anh thề độc đi, dạng mà độc nhất đó. Được. Hoàng thiên tại thượng, tại hạ Nguyễn Thọ, nếu như đem chuyện thập đệ yêu thầm cậu hai nói cho người khác biết, sẽ là người bị thiến, sẽ là công công và cũng là thái giám. Tha cho anh đó, anh nhớ cho kỹ lời thề độc hôm nay nha. Dạ. Mẹ ơi,
mẹ đừng có than vãn hoài mà. Mẹ than đến nỗi lá cây cũng muốn rụng xuống luôn. Phải đó Kim phu nhân, bà không sao chứ? Thì cũng tại cái sắp này nè. Trời ơi mẹ, mẹ lại tìm Tân cô gia cho cô Tư nữa hả? Ôi trời ơi, nói nhỏ tiếng một chút. Tại vì bà Mai đó nhét vô tai của mẹ thôi. Bà khen những chàng trai này á, là người có một không hai, có ích gì chứ, phải qua được ải của con Nhật mới được. Cũng phải đó, con người của cô Tư hả, kén chọn khó chịu, người nào cô cũng chết. Trả nè. Chờ, người nào người nấy làm sao mà im lặng quá, hiếm thấy đó nha. Đâu có. Còn đồng thanh đến như vậy, nhất định là có chuyện gì rồi. Không. Mẹ, mẹ chớp mắt đó. Thông thường mẹ nói dối thì hay chớp mắt mà. Vậy sao? Đâu, chớp mắt nữa rồi. Ha. Ý, cái gì vậy? Ngày sanh tháng đẻ. Điều kiện của người này cũng được lắm. Phải. Cô hai nói gia đình cậu ta làm ăn buôn bán lớn lắm đó con. Có gia tài nhiều thì sao chứ? Không lẽ có thể hưởng suốt đời hay sao? Theo con nghĩ chọn đối tượng quan trọng là phải biết phấn đấu. Nhật à, vậy người này đi. Đây là người đẹp trai nhất trứng trì lực cộng này đó con. Chọn người này đi. Mợ ba, người đẹp trai không có lương tâm, không lẽ hắn sẽ cùng con chịu cực chịu khổ hay sao? Một khi con gặp nguy hiểm, liệu hắn có dám không bàn đến tính mạng? Cả đôi tay cũng không cần mà trân mình ra để cứu con hay không? Bắt nó lại. Dạ. Mọi người làm gì vậy hả? Lấy đồ đũa kẹp tay nó lại đi. Cảm ơn. Vậy tức là bị ma nhập rồi. Nhìn mặt cổ đã biết rồi. Nè mở bắn nhanh lắm. Đánh hồn mà. Nè cổ nhà thì bao giờ nha. Tại sao nhập kìa người ơi? Tại sao? Trời ơi. Mấy người đi hết rồi hay sao hả? Trời ơi, còn biết chửi nữa. Mẹ à, bộ điên hết rồi hả? Chị hai ơi, biết gọi vậy là bình thường. Lâu nay tôi rất là bình thường. Người không bình thường hả? Là mấy người đó. Nhật, dạy của con. Cô Tư à, không phải cô định ra ngoài mua đồ hay sao? Tại sao chỉ đi dạo vậy? Mộ tôi đi dạo không được hay sao? Nhưng mà mợ ba dặn chúng ta phải mua ít phấn son đem về đó. Vậy em đi mua đi, cô đâu có bắt em đi theo cô đâu. Làm gì? Cô phải đi mua phấn son cho bà mợ ba sao? Dạ phải, mau đi đi. Ê khoan đi đã, em cầm dù đi cô khỏi che hả? Con đường này rất dài, tại sao đi hoài cũng không đi hết vậy? Thưa công tử, cô nương à, muốn mua tranh hả? Bức này đi. Bức tranh mỹ nhân này và bá vương trên núi cũng đẹp lắm đó. Đây là bức tranh mỹ nhân, không phải chứ, mỹ nhân mà vẽ kiểu đó hả? Cho mèo đó cũng không có thèm nữa. Còn bá vương ở trên núi không có thần khí giống như là con mèo bình ấy thì đúng hơn. Nè cô nương à, không biết cắm tranh đừng có nói bậy đó bà nha. Anh là ai chứ? Cô không cần biết tôi là ai. Tại sao tôi không thể biết anh là ai? Anh ở chỗ của cao công tử bán tranh là không đúng. Tôi ở đây bán tranh liên quan gì tới cô đâu chứ? Dĩ nhiên là liên quan đến tôi rồi. Anh ở đây lường gạt người dân là anh thật sự không biết vẽ tranh mà dám ở đây bán tranh. Tôi không biết vẽ tranh, không lẽ cô biết vẽ sao? Nếu thật sự biết vẽ tranh thì đâu có vẽ con cọp này như là con mèo bệnh hoạn vậy. Anh giỏi quá thì hãy vẽ bức tranh linh hồn dân đạo cho tôi đi. Tôi sợ cô sao, tôi vẽ cho cô coi. Ê khỏi vẽ nữa, dù anh vẽ cỡ nào cũng không có thần túy như là cao công tử. Cô đến đây phá đám thì có. Chẳng qua thì chỉ đòi là sự công bằng cho cao công tử thôi mà. Cô là gì của anh vậy? Cô là vợ của anh hay là mẹ của anh vậy? Anh không cần biết tôi là ai, nói tóm lại anh chỉ cần biết huyện quan hiện nay ở trấn Trì Lực Cộng chính là anh hai của tôi là được rồi. Sao hả? Không tin à? Anh có thể theo tôi đến nhà môn, tôi sẽ chứng minh cho anh coi. Được rồi, tôi không cãi với cô nữa. Cô giỏi lắm. Tạm biệt. Đối với tôi hả? Không biết chết là gì. Phải không? Chỗ của cao công tử bị người khác giành thì có liên quan gì đến mình? Những công việc làm hoài cũng không thấy xong. Khi không lẽ có thể mấy người đến ăn cơm? Đúng ra đã nấu cơm rồi, bây giờ lại bắt nấu nữa. Em Dương à, tài tả Thị Lan này á, là quan ở Kinh Thành, hơn nữa là ân sư của đại nhân. Đến ăn cơm mà cũng phải xin phép thiếm sao? Quan Kinh Thành thì sao chứ, bộ than dài câu không được hả? Than đến nỗi tro bụi cũng bay đầy trời rồi. Nếu như là thiếm tôi sẽ không than giảng. Phải, tài tả Thị Lan này đến đây làm gì vậy?
Cùng cô nương cô cũng bắt chước thím Dương hả? Đến ăn cơm cũng phải đợi cô cho phép à? Nè, cậu nói tôi là được rồi, sao nói luôn cô nương vậy, thật không biết thương hương tiếc ngọc. Hai người từ từ nói đi, tôi ra ngoài đi. Phải ân sư à? Thầy từ xa đến đây, tại sao không báo trước cho con biết? Ta cũng quyết định đột xuất thôi. Ai ngờ hoàng thượng lại cho ta cáo lão hồi hương sớm tới vậy. Ân sư đã cáo lão hồi hương? Dạ rồi, vô dụng lắm. Sao thầy nói vậy? Trường Giang sống sao xô sống trước mà người mới từng đời thay người cũ. Thiệt là đừng có nói nữa. Con làm ở đây có quen hay không vậy? Thật ra đối với con mà nói thì không có gì quan trọng. Quan kinh thành cũng vậy mà quan huyện ở trấn nhỏ cũng vậy. Chỉ cần con có thể tạo phúc cho ba tánh thì con đã mãn nguyện rồi. Con biết nghĩ như vậy thì thầy yên tâm rồi. Hôm nay thầy đến đây có tin mừng này báo cho con biết. Tin mừng gì vậy? Trấn Trị Lực Cộng của con lại có một tân trạng nguyên. Tân trạng nguyên? Lần này thật may mắn được hoàng thượng chỉ định tuyển chọn trạng nguyên khoa này, cho nên ta đã biết kết quả. Thật à? Là ai vậy? Uống miếng trà cái đã. Cung dĩ khuôn đó. Thì ra cao công tử đã đổi trạng nguyên. Trời ơi, vậy thì tốt quá rồi. Người này thật sự rất có nghị lực. Đánh đầu thua đó, thua đầu đánh đó. Dạ phải đó ân sư. Nè, anh thật sự rất siêng học, giống như cổ nhân vậy. Cột tóc lên xà ngang để khích lệ bản thân mình. Con và cậu ấy quen nhau sao? Con và anh là bạn thân. Vậy thật sự phải ăn mừng với cậu ấy. Dạ, tất nhiên rồi, sao cùng cũng nở mặt nữa mày. Niên à, nói gì thì nói nha. Trước khi còn chưa có tên trên bảng vàng, đừng có đồn tin này ra ngoài. Bởi vì lỡ như có lời qua tiếng lại truyền tới kinh thành, sẽ gặp nhiều phiền phức không có đáng đâu. Dạ phải, dạ phải. Con hiểu mà, hiểu mà. Trời ơi, phải chứ. Chuyện gì vậy? Trời ơi, chuyện lớn đó. Trời ơi, có phải mợ ba có tin vui chứ? Mợ cũng muốn biết lắm. Vậy chắc chắn là anh ba muốn cưới thêm người vợ nữa. Anh muốn chết hả? Là Cao Dĩ Khang đã đổ rồi. Đổ cái gì? Trời ơi, không lẽ đổ rác sao? Còn đổ cái gì? Trời ơi, Nhật à, nó đổ trạng nguyên đó con. Không phải chứ. Lúc đầu mẹ cũng nghĩ như con vậy. Là Hân Tố ở nhà môn chính tai nghe Tề Tả Thị Lan nói danh hai con đó con. Tề Tả Thị Lan là người được tham gia chọn trạng nguyên của con. Có phải thật không đó? Tôi không có nghe lầm đâu. Nhật. Trời ơi. Cô Thư à, cô bị sao vậy? Sao đi vòng vòng ở đây hoài vậy? Không có gì, tại bỗng dưng tôi cảm thấy trong người nóng quá nên đi vòng vòng cho mát đó mà, đâu có gì đâu. Mẹ thấy con dạo này ngơ ngơ ngác ngác, vừa mất ngủ vừa đa nghi nữa. Thôi trời ơi, đổ mồ hôi quá trời rồi nè. Chị Hai à, em nghĩ chị nấu đồ bổ cho nó uống đi chị Hai. Việc đó để chị lo, thứ chị hay uống cũng hợp với nó lắm. Trời ơi, bây giờ tên Cao Dĩ Khang nè giống như là cá giật lông một giá hơn trăm lần. Trời ơi, cô Tư ơi, lần này cô phát tài. Thì phát tài gì chứ? Cô hả, đã sưu tầm rất nhiều mật bảo của hắn mà. Tôi đốt hết trơn rồi. Hả, sao phí phạm nha. Vậy tức là có cơ hội mà không biết nắm bắt. Phải. Thông thường tân khoa trạng nguyên mà được hoàng thượng đích thân tuyển chọn thì sẽ được tuyển làm phò mã đó. Phải. Trời ơi, phải rồi, tên Trần Thế Mỹ cũng như vậy mà. Trời ơi, mọi người tưởng bây giờ đang đóng kịch đó hả? Yên tâm đi, chuyện khác thì tôi không biết, nhưng mà tôi biết công chúa sẽ không thương Cao công tử đâu. Sao cô biết chứ? Tôi chỉ đoán thôi. Cho dù không làm được phò mã quận mã, cho dù phải ở rể phủ thái phú cũng tốt mà, giống như là Lý Ích vậy đó. Cha, nếu được ở rể thì gia đình đó có phước quá ha. Phải đó, dù gì cũng là bà con làng xóm mà, thấy cậu ta có phước cũng mừng cho cậu ta chứ. Tôi đã khuyên cô đừng đối xử tệ với ảnh mà, bây giờ ân hận rồi. Trời ơi, bây giờ trong lòng người ta rối tung rối bời mà còn ở đó trách người ta nữa. Nhưng mà tôi nói thật nha, tôi đối xử với ảnh đâu phải là tệ lắm đâu, và lại còn rất tốt nữa. Nếu không nhờ tôi thường xuyên khích lệ ảnh à, ảnh làm sao mà thi đỗ trạng nguyên chứ. Cách của cô không phải là khích lệ mà là đã kích đó. Tôi nói sao cũng được, cũng là kích mà. Nhưng mà như vậy, liệu ảnh có giống như là Trần Thế Mỹ không? Tôi không biết, tôi chỉ biết là cô đối xử với ảnh còn tệ hơn Tần Hương Liên. Gì chứ? Tần Hương Liên và Trần Thế Mỹ còn có danh phận và có đứa con, nhưng còn cô thì không có gì hết, dựa vào đâu mà cô đòi giành Cao công tử? Nè, cô đừng có ăn nói thẳng thắn quá có được hay không vậy? Nói vậy mà cũng cho là an ủi tôi hả? Nhưng mà ảnh cũng không giống như hạng người vô tình vô nghĩa. Có khi ảnh trở về cô đối xử tốt với ảnh thì biết đâu sẽ có cơ hội. Bu à, thật ra anh có nói với người khác chuyện Cao Nhĩ Khang đổ trạng nguyên hay không vậy? Dĩ nhiên là không có, anh tưởng tôi điên rồi sao? Vậy thì lạ quá, chuyện bí mật như vậy mà cũng lộ ra được. Không phải anh đã nói với người nhà của anh chứ? Dĩ nhiên là không có, sao tôi lại nói? Nhưng mà không hiểu tại sao, lần này chết rồi, cả nhà ai cũng biết hết.
Cả nhà anh đều biết, vậy có khác nào cả trấn trị lực cộng này ai cũng biết hết. Tôi nói rồi, tôi dặn họ đừng bao giờ tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ bị chém đầu luôn. Nè, nói gì nói chưa, tóm lại là trước khi có tên trên bảng vàng, dù có gặp Cao Nhĩ Khang cũng đừng bao giờ nhắc, để liên lụy đến Tế Đại Nhân thì không tốt. Tất nhiên rồi. Cao Nhĩ Khang. Anh Khang à, tại sao anh không ở lại vài ngày đợi có kết quả hẳn về? Thêm vài ngày nữa tôi sợ không về được luôn. Sao vậy? Thức ăn ở kinh thành mắc quá à. Lộ phí tôi mang theo mấy ngày xài hết trơn luôn rồi. Đúng ra tôi tính ở lại thêm vài ngày, nhưng mà suy nghĩ lại khoa cử năm nay tôi vẫn không có hy vọng, cho nên là tôi mới trở về sớm. Anh đừng có coi thường bản thân mình quá. Anh Niên, giàu sang tự biết. Cái hạng người như tôi tuy chẳng có gì, nhưng mà tôi biết rõ thân phận mình. Tôi đi đường 3 ngày 3 đêm uống nước lã cầm hơi vậy mà cũng chịu không nổi. Đến khi đó bụng tôi thắt lại dây lưng hết lần này tới lần khác luôn. Nếu không phải vì tôi muốn về gặp hai anh hả, e rằng tôi chịu đựng không nổi. Thật ra trời giao trọng trách cho người nào tôi biết, ắt sẽ đày đọa thân xác, chịu đói chịu khát để rèn luyện ý chí, có đúng không? Phải. Từ đầu tôi đã biết rồi, nhưng mà suy nghĩ kỹ lại, ông trời chưa bao giờ thương xót tôi. Nghĩ thấu rồi. Anh đừng có nói vậy. Thực ra làm người quan trọng là có lòng tin, phải có ý chí phấn đấu mới được. Phải đó. Không chừng anh ở lại thêm 3 ngày kết quả sẽ hoàn toàn khác nhau. Anh Bưu, 3 ngày là 3 năm. 3 năm mới thi cử có một lần, tôi nghĩ tôi phải đợi thêm 3 năm nữa mới có cơ hội. Vậy thì có sao đâu. Anh coi như là tính toán cho tương lai của bản thân mình, vậy là được rồi. Anh Niên, hạng người như tôi làm sao có tương lai. Người ta nói trời có sập xuống coi là mền đắp, cùng lắm như trước kia vậy, đi bán tranh, sống được ngày nào hay ngày đó. Còn mày không? Tên Cao Nhĩ Khang này đến giờ vẫn chưa thấy mặt à. Có khi nào hắn không tới không? Trời, thật ra anh đợi được rồi, hai người đâu cần phải đợi. Phải à? Trời ơi, không thể nói như vậy. Người xưa nói nhờ người hả chi bằng nhờ bản thân của mình. Anh Phú, anh cũng hay nói vậy lắm mà. Tới rồi. Cao công tử, chúng tôi đợi cậu lâu lắm rồi. Đợi lâu quá. Tôi có chuyện gì? Vậy tính nhờ cậu vẽ tranh thôi mà. Thiệt không? Tới đây. Chẳng hay các vị muốn nhờ tôi vẽ gì? Nè, vẽ cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là phải viết chữ Cao Nhĩ Khang thật lớn trên đó là được rồi. Tốt nhất là viết thêm câu gửi người thân yêu nhất, kính mến nhất, giúp nhau trong cơn hoạn nạn, đó là du niệm phú, du mì kéo, trấn trì lực cộng. Chứ lại làm phiền cậu ký thêm vài chữ ký, đóng dấu vài cái, ký ở góc đi ha. Ký hết bốn góc luôn. Giống như là tân gia nhà mới ký bốn góc đó. Còn nữa, ngày tháng phải viết trước mấy năm, năm nay là năm Đinh Tị, cậu phải viết năm Canh Tý. Mười mấy năm trước luôn. Vậy mới chứng minh chúng ta quen nhau từ thuở trẻ thơ, tôi và cậu. Anh Vũ à, cậu Khang hiểu mà. Cứ vậy thích là được rồi. Anh Bưu. Ủa anh Khang, sao hôm nay nghỉ bán sớm quá vậy? Trời ơi, hôm nay bán được lắm, cả giấy vẽ cũng hết luôn rồi. Chà, sao cùng anh cũng có tiếng ở trấn này rồi anh Khang à. Thật lòng tôi thấy mừng anh. Anh Bưu, đau. Xin lỗi. Nhưng mà hôm nay lạ lắm anh, người đến mua toàn là người nhà họ Kim. Chắc chắn là... Ủa, sao nói nửa chừng không nói nữa? Anh không nói tôi cũng biết. Đây nhất định là ý của Kim Đại Nhân. Anh biết tôi nghèo, hoàn cảnh khó khăn, không có tiền ăn cơm, cho nên kêu người nhà đến nhờ tôi viết chữ vẽ tranh. Người bạn như vậy, anh nói biết đâu tiền. Phải. Thật bữa đầu à, phiền anh về nói với Kim Đại Nhân, tối nay chúng ta sẽ uống vài chén. Nhớ nha, đến nhà môn nói với ảnh, chúng ta không say không về ha. Được. Không gặp không về ha. Không gặp không về. Kim tiểu thư. Cao Nhĩ Khang. Có phải nên dọc đường khác không ta? Tại sao lại gặp được ảnh ở đây vậy? Chết rồi, chưa kịp chuẩn bị tâm lý nữa. Lần trước mình đã cứu cậu một lần, chắc cậu không chửi mình đâu. Làm sao đi, mình phải làm sao đi. Không gặp một thời gian, hình như đẹp ra đó. Không gặp một thời gian, hình như là ảnh hơi gầy á. Có nên gọi không ta? Cao công tử, đi thi trở về hả? Kim tiểu thư, lên kinh dự thi trở về rồi. Làm như vậy không có ý tứ. Ảnh gọi mình mới trả lời ảnh. Vậy không khác gì tạt nước lạnh vô mặt mình. Biết đâu cậu mở miệng chửi mình trước. Sao không chào đi? Sao không nổi nóng vậy ta? Có phải muốn tự chửi anh nữa không?
Cô không chửi tôi sẽ làm mất thân phận cô đó. Trời ơi, dám coi bổn tiểu thư không ra gì hả? Giữa đường giữa xá chửi mình vậy tức là quen biết mình. Hai, mình không thể làm cho cổ coi thường nữa. Liệu anh có quay đầu lại len lén nhìn mình không? Ừ, nhìn sau lưng cũng đỡ mà ha. Chắc chắn là có. Thôi bỏ đi, càng nhìn càng chua xót. Để anh thấy mình quay đầu lại thì mất mặt lắm. Từ đầu tới đó đấy, đàn ông không có ai tốt hết á. Không ngờ Cao Nhĩ Gan vừa nghèo nàn vừa rất mồm tơi đó, lại không ngoại lệ. Hắn thực sự là người không có lương tâm, vừa vô ơn vừa bội nghĩa, mới vừa thi đỗ không thèm nhìn ai nữa. Người đó là cô đó, cô còn nhớ trước đây cô đối xử với anh thế nào không? Ai nhìn thấy cô cũng sợ, sao dám nói chuyện với cô? Anh cũng không biết bản thân mình đã đổ Trạng Nguyên, làm sao dám đeo đuổi cô chứ. Tôi nghĩ tất cả cũng tại cha mẹ của ảnh, sanh đứa con gì mà mắt la mày lét, không có tướng giàu sang, ai mà ngờ ảnh đổ Trạng Nguyên chứ. Vậy có phải cô thật lòng yêu ảnh hay là chỉ muốn làm Trạng Nguyên phu nhân của ảnh thôi? Trời ơi, bây giờ nói gì cũng muộn rồi. Vài ngày nữa có tên ở trên bảng vàng, đến chừng đó anh sẽ là Trạng Nguyên thế nào, anh cũng cưới công chúa. Anh sẽ không cưới công chúa đâu. Anh cưới mà. Anh sẽ không cưới mà. Ngược lại là tôi á, tôi sẽ cưới liền. Được, tôi xin thề, nếu như anh mà cưới được công chúa, tôi bị ngàn cung tên xuyên vào ngực, chết cũng không được yên. Trời, cô nghiêm chỉnh làm gì vậy? Cô là công chúa sao mà thề độc vậy? Giống như cô đã nói đó, ảnh mắt la mày lét, không có tướng giàu sang, ảnh chắc chắn không làm được phò mã đâu. Nè, tôi có thể nói ảnh như vậy không có nghĩa là cô cũng có thể nói ảnh như vậy. Nhưng mà sao cũng được, cho dù đến lúc đó không có công chúa cũng sẽ có nhiều người đến xin cưới. Ảnh là con ếch dưới đáy giếng, chưa hiểu biết sự đời, nhất định sẽ không chịu nổi sự cám dỗ đâu. Chính vì vậy cho nên cô phải tranh thủ thời gian, thừa lúc chưa có tên trên bảng vàng, bày tỏ với Cao công tử để xác định tình cảm của hai người. Động đất là động đất hả? Thì ra là anh mối ha. Không ngờ tôi lên kinh thành thời gian này mấy anh lại mở rộng thế lực ha. Trời ơi, anh rẹp này cũng không có chịu thua à ha. Trời ơi, trời ơi, sao đeo nhiều rẹp quá vậy? Cái Kim tiểu thơ. Cái Cao công tử. À, Kim tiểu thơ, vừa rồi tôi nghe bên ngoài có tiếng than vãn của người con gái, không biết có phải là Kim tiểu thư không? Tóm lại dài dòng lắm. Kim tiểu thư à, cô gặp chuyện gì không hài lòng đừng ngại nói, tôi biết. Dù giàu dầu sâu lửa bỏng tôi cũng không ngần ngại. Thật à? Thật chứ. Thật ra tâm sự của con gái còn chuyện gì nữa, nói đi nói lại cũng là chuyện hôn nhân đại sự. Hôn nhân đại sự. Hai hôm trước nhà họ Lý giàu có Nhất Trấn bên cạnh, nó phái người đến giúp cậu hai nhà họ xin hỏi cưới tôi. Mẹ tôi rất là vui mừng, một mặt bắt tôi chịu nhận lời. Tất nhiên rồi, họ Lý là nhà giàu có, cậu hai nhà họ lại học rộng hiểu nhiều, nhân nghĩa trung hậu, phải nói là tiền tài đều có đủ. Kim tiểu thư được lăng quân như vậy thật sự là đáng đêm vui mừng. Nhưng mà tôi đã có ý trung nhân rồi. Thế hả? Vậy nếu như Kim tiểu thư đã có ý trung nhân thì nên đi tìm ý trung nhân của mình bằng bạc coi làm sao. Sao lại đến tìm người nghèo nàn như tôi, mất thời gian cô hết. Thì bây giờ tôi đang bằng bạc với ảnh nè. Tôi? Tôi cũng biết là trước đây tôi đối xử với anh như vậy, anh sẽ không có tin tôi đâu. Nhưng mà thật ra tôi làm như vậy cũng chỉ muốn làm theo cách của người xưa, cơm chó đốt Trạng Nguyên để khích lệ anh thôi mà. Nhưng mà Kim tiểu thư đâu có đốt cơm chó cho tôi ăn. Để anh sống cổ như vậy tôi đâu có đành lòng đâu. Người xưa nói ngọc không mài không sáng. Hy vọng Cao công tử có thể hiểu được nỗi khổ của tôi. Tâm lòng của Kim tiểu thư làm sao tôi không hiểu. Có điều tôi là người đứng đầu ở trong Mai Lâm Tam Hữu, khoa cử lần này e rằng khó có tên trên bảng vàng. Số tôi thi trượt là cái chắc rồi. Đã phụ lòng Kim tiểu thư. Cao công tử, tại sao anh phải hạ thấp bản thân mình chứ? Với tài hoa của Cao công tử, tôi tin một ngày nào đó anh sẽ thi đỗ Trạng Nguyên. Cho dù là 5 năm, 10 năm hay là 20 năm nữa, tôi vẫn đợi. Hả? Kim tiểu thư à, cô... Nhưng mà điều mà bây giờ tôi lo nhất là tôi không thể làm trái ý mẹ của tôi. Tôi muốn đợi cũng không có cách gì đợi. Thì phải ha. Cách thì nhất định sẽ có.
cô cho tôi ít thời gian suy nghĩ là được hả? À, tôi nghĩ ra rồi. Đi tìm cô Hai mai mối đi, bà có nhiều kinh nghiệm ở đời. Anh đến tìm bà để bàn bạc, bà nhất định sẽ giúp được anh. Nhưng mà lâu nay tôi với cô Hai mai mối không hề quen biết. Cô Hai mai mối này không cần phải đi tìm hoài đâu, khi có chuyện đó tìm bà là được rồi. Có chuyện thì chung vô diệm, không chuyện thì hạ nghinh xuân. Không có tốt, không tốt đâu, không tốt. Anh đến tìm bà, nói với bà một câu, bà nhất định sẽ nhận lời anh. Nói một câu, câu gì quá dữ hả? Thì chữ thân đó. Chữ thân hả? Thân. Thành thân. Rồi lấy ăn đi, lấy ăn đi nè. Trời ơi, cảm ơn nha. Sao có sâu vậy? Cô Hai. Cô Hai. Cô Hai ơi, cô Hai. Con đi tìm cô nguyên buổi trời. Chuyện gấp lắm. Chỉ có cô mới giúp được cho con thôi. Mai làm tầm hữu, đúng là Mai làm tầm hữu mà quá là danh bất hư truyền à. Nhìn thấy là xui xẻo rồi. Có chuyện gì nói mau đi, nói xong rồi đi. Nhà cô ơi, vợ giùm con. Muốn có vợ hả? Số nghèo chưa qua lại còn dở trò háo sắc nữa. Hạ người như cậu có nước đói vợ chết con thúi cả nhà đó. Chuyện hại người hả, tôi không làm đâu. Cô Hai à, cùng lắm con gửi bao lì xì cho cô. Tôi mà nhận mối này cho cậu hả? Thì bản hiệu mạ vàng của cô Hai này không biết để đâu. Có đâu. Trời ơi, cậu báo hại tôi ăn cái lê bị sâu nè. Bây giờ bụng của tôi cồn cào đau muốn chết luôn rồi. Tôi còn chưa tính với cậu nữa đó. Trời ơi, thiệt tình à, trắng ra. Nếu con không nhận lời con sẽ không đi đâu hết. Cô Hai, cô làm ơn phước đi. Cô Hai cứu một bạn người hơn xây 10 cảnh chùa. Sao lại có hạng người vô lại giống như cậu vậy? Còn dám cho cậu là người có ăn có hồng đó. Cậu làm mất mặt khổng phụ tử rồi. Cô Hai, khổng phụ tử cũng có vợ. Ổng không có trách con đâu mà. Trời, chó khôn á. Nè, nghe kỹ nè, chó không có cản đường. Cô Hai, vì Kim tiểu thơ con làm con chó thì có sao đâu cô Hai. Trời cô Hai, giúp trời, người giúp cho chó trời, con lần đi cô Hai à. Trời ơi, tôi sợ cậu luôn rồi đó, tôi nhận lời cậu. Cô Hai lấy xe nè. Trời ơi, cô Nhân mà ba mà nhỏ hết tiểu thư. À, thứ thật hôm nay tôi đến đây nhưng mà không muốn đến đâu. À, nhưng mà người đó năn nỉ hết lời. Mọi người cũng biết đó, làm nghề của chúng tôi lời nói như là đinh đóng cột mà. À, đã lỡ nhận lời của người ta thì nhất định là phải làm. À, cô Hai à, được rồi, cô ngồi xuống rồi từ từ nói ha. À, nè Tiểu Hồng à, rót trà. Khỏi, tôi không ngồi vậy cũng không uống trà đâu. Nói xong vậy câu tôi đi liền ha. Hy vọng các vị sẽ rộng lượng bỏ qua cho. Cứ coi đây như là trò đùa đi ha. Nếu thấy mắc cười thì cho một tràng pháo tay ha. Nếu như mà nghe không lọt tai thì coi như là gió thoảng qua ha. Xí xóa hết, đừng bao giờ để trong lòng là được rồi ha. Giờ cũng đừng làm khó người trung gian giống như tôi. Cô Hai à, cô nói như vậy có vẻ không có chút trách nhiệm gì hết đó. Có phải cô nên chọn đi lựa lại rồi mới đem đến giới thiệu cho cô tư nhà tôi không? Dễ thường ngày thì tôi nhất định sẽ chọn, nhưng mà lần này chuyện thật sự quá bất ngờ. Cho nên hôn sự lần này có thành hay không, một quan tiền lì xì tôi cũng không dám nhận đâu. Được rồi, cô Hai à, tôi thay mặt con tôi không trách cô đâu. Cô nói mau đi, thật ra là công tử nhà nào muốn đến hỏi cưới con tôi. Phải đó. Là ai? Nói sao đi? Là Cao Dĩ Khang. Cao Dĩ Khang. Trò cười này không mắc cười quá. Vậy tôi xin cáo từ. Đừng có bắt tôi mà không liên quan đến tôi đâu. Nè, cô nói lại lần nữa đi. Cao Dĩ Khang có phải là thư sinh nghèo nhất trấn Trì Lực Cộng hay không vậy? Rồi còn là nghèo rớt một tơi nữa. Chính ta cô nghe nó nói cưới cháu Nhật nhà tôi hả? Phải, chính miệng cậu ta nói không liên quan đến tôi. Đấy là với Cao công tử kêu ảnh màu cháu phải người đem xin lễ và dân định đến càng nhanh càng tốt. Càng nhanh càng tốt hả? Phải đó, mau đi làm việc cô nhé. Được, tôi đi liền hết, tôi đi liền hết. Chúc mừng nha. Con ngỗng lẩu. Trời ơi, làm người ta hết hồn mà người ta đang nằm mơ tới giấc mơ đẹp ngàn năm hiếm có khi không anh đập người ta dậy. Em nó cười hi hi ha ha lớn tiếng quá làm anh ngủ không có được. Anh muốn mơ ác mộng cũng không được nữa nè. Em nằm mơ thấy em gái của anh lấy được chồng. Trời ơi, đúng là nằm ngủ cũng cần cười đó. Hello ơi, từ ngày em với Nhật như nước với dầu thì đã trong lòng em cũng quan tâm tới nó quá ha.
sau cùng cô cũng đã lấy được chồng rồi. Khó trách làm em ngủ cũng biết cười. Nói gì thì nói, và cái kẹt trong nhà bếp có thể lập tức cho người chết kính lại. Sau đó hai em có thể đem cái lò để nấu đồ bổ. Còn nữa nha, khi nghĩ đến sau này không còn gặp mặt cổ, thật là trong lòng em thấy vui. Nhĩ Khang sẽ ở rể nhà chúng ta mà. Sau này ngày nào mọi người cũng gặp mặt đó em à. Trời ơi, hai ngày nữa có kết quả rồi. Em rể anh mà. Có tình trình bản vàng thì nhất định phải đến kinh thành diện kiến hoàng thượng rồi. Đến chừng đó hả, họ phải đi xa như vậy thì kết nào cũng phải định cư lại đó. Lúc đó hả, ngày chết cũng không phải gặp mặt nữa. Trời, em ghét Nhật đến vậy sao em? Bộ anh tưởng cổ không ghét em hả? Nhìn đi em à, cổ cũng thấy chướng tai gai mắt à. Em nghĩ thử coi, chỉ là thân gái một mình mà gả đến kinh thành xa vậy tội nghiệp nó lắm. Không biết sau này mọi người có thời gian cả nhà đoàn tụ gặp mặt nó nữa không. Nhưng nói gì thì nói nha, anh nghĩ ông Nguyệt lão này có phải ngủ gục hay không vậy? Em gái của anh á, dù nhìn như thế nào cũng đâu có giống như là Trà Nguyên phu nhân đâu. Đến lúc đó hả, mà đứng cạnh bản nhãn phu nhân hay là thám qua phu nhân á, trời ơi, nhất định sẽ thua xa họ. Anh Nguyệt à, cũng may là anh đánh thức em sớm nha. Nếu như không hả, giấc mơ này mà kéo dài hoài hả, nhất định sẽ trở thành ác mộng. May quá ha. Thật sự rất may. Tốt quá. À, tốt quá, tốt quá. Liệt đại tổ tiên tại thượng, Cao Nhĩ Khang đã nhập tự nhà họ Kim chúng ta, làm rể nhập tự nhà chúng ta. Hy vọng các vị tổ tiên phù hộ Nhĩ Khang và Kim Nhật, vợ chồng ân ái, con cái đầy đàn, sống bên nhau tới già, khai chi tán nghiệp. Nhĩ Khang à, thắp nén nhang đi. Nhật à, con cũng đứng lên đi. Dạ. Cẩn thận nha. Nhĩ Khang à. Dạ. Bắt đầu từ hôm nay, em chính là người nhà họ Kim. Sau này em ăn nói cẩn thận chút, lỡ như em có nói gì sai, sau này ở trển có trách tội á, thì mọi người ở nhà họ Kim này phải cùng chịu tội với em. Anh hãy yên tâm, gia quy nhà họ Kim nghiêm khắc, nếu mai này Cao Nhĩ Khang có phạm phải gia quy thì xin liệt tổ liệt tông chỉ trách một mình Nhĩ Khang này là được rồi. Trời ơi, Nhĩ Khang, anh hai muốn nói liệt tổ liệt tông nhà họ Khang mà nói hoàng thượng á. À, điều này mọi người càng có thể yên tâm, xem ra Nhĩ Khang rất khó làm mất lòng hoàng thượng. Trời, cũng chưa chắc đâu, những chuyện này khó nói lắm. À, Khang à, lọ thuốc hết hổ phách này là quà mừng anh tặng em. Sau này có đến châu lớn, huyện lớn, chẳng hạn như là Trường An, Kim Ninh hay là mấy cái chỗ kinh thành á, không có thứ này phòng thân thì không tốt đâu. Dạ, anh ba giúp Nhĩ Khang suy nghĩ chú đáo quá. À, lọ thuốc này là vợ chồng chúng ta cùng tặng. Dương Tư à. Dạ, chuyện gì chị ba nhỏ? Dương Tư, hũ này là hũ tắc muối bí quyết gia truyền của nhà họ Thạch chúng tôi đó. Sau này Dương lo trăm công ngàn việc, nhất định làm đến nỗi khô họng khát nước. Dương lấy hũ tắc muối này ra lập tức uống hết khát liền à. Chị ba nhỏ thật là chu đáo, nhưng mà Nhĩ Khang không phải quý nhân, càng không thể bận lo trăm công ngàn việc. Hũ tắc muối lớn vậy e rằng suốt đời uống cũng không hết. Uống hết chứ sao không uống hết, đợi ngày mai có kết quả hả, Dương uống nguyên hũ vào bụng cũng được. Ngày mai có kết quả thì liên quan gì? Không, ý của chị ba tức là ngày mai có kết quả, lỡ như con bị trượt thì nhất định sẽ nóng ở trong người. Đến chừng đó lấy hũ tắc muối này uống cũng chưa chắc hạ quả được đâu. Phải. Quá đi. Mọi người có thể an tâm, ngay từ đầu tôi đã biết trước là trượt rồi. Trời ơi, đừng có vội nản lòng. Cháu rể năm nay thất bại, 3 năm sau chính là một hảo hán mà, có phải gì không? Cậu tin tưởng cháu à, nếu cháu thật lòng muốn thi nữa, cậu ba hứa sẽ ủng hộ con hết mình luôn. Cậu ba. Trời ơi cậu ba, ít khi thấy cậu rộng rãi như vậy, thật sự cậu phải thay mặt anh Khang cảm ơn cậu đó. Có gì đâu. Nè, đôi bướm quyên ương này á, mẹ tặng cho hai đứa. Mẹ chúc hai vợ chồng con yêu nhau. Nhĩ Khang à, con đừng bao giờ bắt chước Trần Thế Mỹ, không chịu nhận vợ là được dạ, rồi. Dạ, nhân, Nhĩ Khang không có dám làm vậy đâu.
nè Nhĩ Khang à, mợ giới thiệu bà con cho con quen nha. Đây là tộc phổ bên nhà mẹ của mợ, làm ơn nha. Nè nè, à, đây là chú của mợ, bây giờ làm nghề quét dọn ở kinh thành á. Còn đây á, là cháu của mợ đang làm nha sai ở Sơn Đông. Ý, còn chú Sáu này nữa. Bà, tại sao mợ lại tặng tộc phổ này cho Nhĩ Khang? Không phải đâu, mợ định giới thiệu những quan trường cho Nhĩ Khang quen, sau này có chuyện gì cũng dễ dàng giúp nhau hơn. Lê này không có nước. Không ăn lê, ăn táo đi. Ăn táo, táo ngon lắm. Thật á, ngon. Vừa bột vừa không ngọt anh. Nè ông bán trái cây à, trái cây của ông thực sự không ngon. Không phải, tại cô Hai khó tính thôi. Mấy cái thứ này không ngon, chuối nè, ngon lắm. Ăn chuối đi, ăn chuối. Khó chịu hơn ông sao, dám đem lòng yêu thương con gái của Lý Thủ Phú. Tôi thương cổ gì giàu có. Cô nhất định giúp được mà. Hôn sự này á, giao cho bà Mai khác nhất định không có được đâu. Nhưng đối với cô Hai mà nói á, thì phải nói là dễ như trở lòng bàn tay thôi. Cô nghĩ coi, hạng người như Mai Lâm Tam Hữu mà cô cũng có thể giúp trở thành thành thân với cô Tư nhà họ Kim. Nè, ăn chuối đi hả? Ăn đi. Trời ơi, tôi nói thiệt nha, hôn sự giữa Cao Nhĩ Khang và cô Tư nhà họ Kim á, thực sự có thể đó là kim điển trong mai mối đó, là kiệt tác. Hay lắm. Một cô tiểu thư ngàn vàng á, những mà mai tầm thường á, thì đương nhiên là sẽ chọn cho cổ một mẫu người như là đạt quan nè, quý nhân nè, công tử nè, cậu ấm cho xứng. Làm sao mà giống như tôi chứ, biết chắc á là cổ sẽ yêu một người nghèo nàn. Đó là bản lĩnh của cô á mà. Một tên thư sinh nghèo nàn á, thử hỏi nhà người bình thường á, làm sao có thể ngờ hắn có thể cưới được vợ chứ. Phải đó, thật sự là không thể nào. Không nhờ tôi hả, thì số của họ suốt đời phải sống cô độc. Phải đó, bởi vậy mới nói cô Hai là người rất tài giỏi mà. Phải. Ta đi dạo lâu rồi, phải về nhà đi ha. Đi dạo một lát nữa đi. Thôi mà, mình đi dạo mấy canh giờ rồi. Em muốn cho cả trứng để biết em lấy chồng tốt đi cỡ nào đó. Không phải đâu Nhật ơi, anh luôn cảm thấy mình là một trong những quan cảnh kỳ lạ nhất ở trấn Trì Lực Cộng. Anh cứ mặc kệ người ta nhìn anh thế nào đi, quân tử trả thù 10 năm chưa có muộn. Nếu như ai dám coi thường anh thì anh cứ nhìn thẳng người đó đi, đợi đến ngày mai thì anh hãy trả lại cho họ gấp đôi. Được mấy? Tất nhiên rồi, đi thôi. Ai kìa. Trời ơi, cháu rể ơi, cháu rể. Cháu rể. Sao vẫn còn treo lòng đèn đỏ và bông kết này vậy? Hôm qua chúng ta thành thân rồi. Nhưng mà lòng đèn này không phải treo để mừng cho chúng ta mà là mừng cho anh đó. Đâu coi. Trời ơi, tinh thần sảng khoái, mặt mày hồng hào. Vậy mới gọi là gặp chuyện vui, tinh thần sảng khoái đó. Trời, hôm nay vui càng thêm vui nha. Mọi thứ bố trí hôm nay được chuẩn bị mừng cho Dượng đó. Dượng có vui hay không? Mừng cho em. Hôm qua em với Kim Nhật đã thành thân rồi, còn gì đáng mừng. Hôm nay là ngày mừng cho anh có kết quả mà, anh quên được sao? Nhưng mà tôi... Nhưng anh lại không có lòng tin, cứ nghĩ là mình thi trượt có phải không? Anh Khang, em biết con người con rất khiêm tốn, nhưng mà khiêm tốn quá sẽ trở thành giả dối quá sẽ trở thành kiêu ngạo đó, có biết không? Cô Tư, người báo tin mừng đang đến đó. Vậy hả? Lẹ lên, hồi hộp quá. Để coi. Đi nhanh lên đi. Làm gì vậy? Là mừng làm phước bố thí. Trời ơi, ông ăn mày này hôm nay hả? Ông quả thiệt là may mắn nha. Nhà họ Kim chúng tôi đang có chuyện vui, ông lại tình cờ đi nghe. Thì đó, mình mấy ông hôi quá à. Thôi vậy đi, đợi sau khi tôi đốt pháo xong sẽ cho ông bao lì xì, chịu chưa? Đứng hoàng bờ đi, mau đi. Trấn Trì Lực Cộng có người đổ trạm nguyên trong quán lắm. Tới rồi. Anh Cơ à, coi chị mặc đồ này. Tốt quá rồi kìa. Hả? Cái gì tốt? Trấn Trì Lực Cộng có người thi đổ trạm nguyên. Nè. Anh bạn à. Hả? Trạm nguyên chính là ở đây nè, đi tìm đâu vậy? Tân khoa trạm nguyên đâu phải họ Kim đâu. Chồng của tôi anh không phải họ Kim, anh họ Cao, tên là Nhĩ Khang. Phải đó. Tân khoa trạm nguyên của đâu cũng phải họ Cao. Hả? Tại sao lại như vậy? Đại nhân thông tin coi đi. Có phải lúc anh đi thi anh căng thẳng quá nên viết sai tên của mình, có đúng vậy không? Anh... Có phải vậy không chứ? Có gì thì cứ nói đi. Nói đi. Tôi... Ông này đứng đây tôi cái gì chứ? Trời ơi, xin cơm phải không? Tôi đã nói đốt pháo xong cho ông lì xì mà. Không có phải đâu. Tôi chính là Cung Dĩ Khuôn. Mọi người không tin là coi nè. Coi đi. Cung Dĩ Khuôn? Hả? Tại sao lại như vậy? Không ngờ 30 năm thi trượt, hôm nay đã có thể nở mặt nở mày rồi. Sau này không còn bị người ta khi dễ, không còn phải đi xin cơm nữa. Sau này cũng không có cần bao lì xì của mấy người. Trạng Nguyên là ông ăn mày, không phải là chồng tôi.
Bạn cầu hoan sống cháu thiên bàn nấy chiến gian sơn niềm phim thật con nhằn sài gan nấy cười pha san câu duyên đầu kế to quan màn trông thái xăm một duyên lâu lan hey, yo, hey, yo, hey, yo, hey, hey, yo, hey, yo, hey, yo.